Chào các bạn, bữa nay mình chia sẻ với các bạn là mình làm cái món ăn chơi nha. Cái này mình có khoai tây nè, có hai củ khoai tây mình bào nè, hai củ giác 300 g, mình sắc nhỏ nè. Ở đây mình có bột bột chiên giòn nè. Ở đây mình có bốn cây xúc xích nha. Đây mình có bốn cây xúc xích nè. Bây giờ mình chút khoai tây ra. Chút khoai tây ra đây phần nửa bọc, còn nửa bọc là mình cho vô đây. Cái này khoai tây mình sắc mình á, rồi mình cho nó vô trong đây, rồi mình cho miếng hạt nêm vô. Ở đây mình cho nó miếng hạt nêm nha. Cho muỗng hạt nêm vô. Cho xíu miếng muối vô. Cho chút xíu tiêu vô nha các bạn. Ít tiêu thôi. Cho xíu bột ngọt. Xíu thôi. Rồi cho mình trộn lên nha, mình trộn cái này lên. Cái này mình xúc xích mình lụi vô cây mình lăn với cái bột này nha các bạn nè. Lăn với cái bột chiên giòn. Mình đợi cho dầu nóng lên. Mình lăn hết cái bột chiên giòn này, mình có bốn cây xúc xích nha. Bao nhiêu khoai tây đây được rồi. 300 g khoai tây. Rồi mình nè. Đây. Đó, mình dắt cái này vô khoai tây nè. Các bạn muốn ăn mỏng thì dắt khoai tây thôi. Không muốn ăn dày thì dắt khoai tây dày. Đó. Khoảng hè đó. Đây gì thì mình bỏ vô mình chiên nha. Làm tiếp tục còn mấy cây nữa mình làm cho hết vị nha, cái vị đó. Cái này mình dắt thử cái củ cà rốt nha các bạn. Cái kia mình dắt khoai tây, cái này mình dắt cà rốt. Nè các bạn. Đó. Mình chiên thử cái củ cà rốt xem nó ngon không nha. Xong được 4 cây. Đây mình xong chiên xong rồi nha các bạn. Đây nè, ngon lắm đó. Nè. Cái này là có một bên là củ cà rốt nè. Đó. Củ rốt đẹp lắm. Đó. Đó các bạn, mình cái này mình xịt tương ớt lên nha. Mình xịt tương ớt nha các bạn. Bẻ cho các bạn nha. Còn thấy rồi đó. Các bạn thấy mình chia sẻ có ngon á, các bạn nhớ like, đăng ký với mình Bích Quỳnh nha. Chào tạm biệt các bạn nha.